Đây là trận đấu tranh giải ba nha anh em. Hay cho Trường Giang. Cầu ngoài sân, cầu trong sân, được gọi là Trường Giang nghe buồn cười quá. Mọi người cho mình biết chất lượng mạng ok hơn chưa? Anh Thành Luân ơi, chất lượng mạng ok hơn chưa? Thành Luân ơi em. Ok, trọng tài xác định cầu trong sân. Điểm số rút ngắn 4-5. Chém cầu ngoài sân. Nói thực là từ tứ kết đến giờ chưa có trận đấu nào mình cảm thấy thực sự hay cả. Nhau bao giờ cũng kịch tính. Cầu tốt từ Nguyên ra nha. Em vừa reset lại máy, reset lại mạng xong. Hy vọng là nó có thể phục vụ anh em tốt nhất. Giờ Hùng không động đến mạng miếc nữa, cứ cho nó hoạt động bình thường như này. Phong cầu lao rất chủ động từ Nguyễn Giang nhưng không chính xác, không năng lượng nào. Điểm 6-7. Đập cầu tốt, điểm 8-6 cho Nguyễn Giang. Vũ Thiết với Đức Duy khoảng 15 phút nữa đánh ạ, 10 phút nữa rồi. Kết thúc trận này thì là đánh chung kết luôn anh. Tranh giải 3 xong là đánh chung kết luôn. Thủ cầu rất lì từ Nguyễn Giang không còn rồi. Hùng không biết rằng những ai đang theo dõi được cái livestream này, vậy nếu mà bạn theo dõi được nó thì mạng có vẻ đã được xử lý rồi đúng không ạ? Đẩy cầu hai nhịp non của Hùng Viên Giang. Điểm 8-9, Thạo VK giao cầu. Có vẻ hai tay vợt này khá ngang nhau. Của đội tuyển cầu lông Sibucha Hà Nội. Ngoài sân. Ok, cảm ơn chính viên Lý, cảm ơn Bùi Đức Anh nhá. Mỗi người ủng hộ bằng một cái chia sẻ được không? Được không? Vận động viên Nguyễn Giang, vận động viên phía xa màn hình kia là vận động viên chuyên đôi nhá. Nhưng mà bạn ấy đánh đơn cũng khá hay. Quá em đăng ký 3-4 gói mạng rồi. Mà các anh cho em mạng chán quá này. Thế cầu tôi từ Nguyễn Giang. Anh em ơi, xem chung kết hay là xem tranh giải 3? Anh em xem chung kết hay xem tranh giải ba? Thôi xem nốt xét này nhá, 11-14, 15-11 cho Nguyễn Giang. Chung kết là Vũ Văn Thiết và Trần Đức Duy. Phản cầu tốt. Hai vận động viên đang dạo. Với 2-15. Di chuyển lỗi. 13-15.